Trẻ em là nhóm có nguy cơ tử vong cao khi bị đuối nước. Phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó, cha mẹ phải là những người đi đầu trong việc giám sát, nhắc nhở, cảnh báo để mỗi em luôn ý thức được sự nguy hiểm của việc đi tắm, đi bơi ở sông, rạch, ao hồ và tạo điều kiện để các em nâng cao ý thức, có kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em hiện nay, thì nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới những cái tai nạn đuối nước thương tâm chính là do cái sự giám sát của người lớn cũng như là sự chủ quan của bố mẹ chưa có đầy đủ. Từ đó dẫn đến cái việc là trẻ có thể xảy ra cái tai nạn đuối nước tại các cái khu vực nguy hiểm như là sông, suối hoặc là ao hồ. Mặt khác thì đuối nước thường xảy ra ở các cái trẻ em lớn do cái bản tính các em hiếu động, tò mò. Hoặc là đối với các em nhỏ thì do cái tính là thích nghịch nước. Một cái điều mà đáng lo lắng nữa đó là do sự bất cẩn từ gia đình. Trong đó có một số cái tai nạn đuối nước còn do trẻ không biết bơi hoặc là chưa được dạy các cái kỹ năng để đảm bảo an toàn và xử lý các cái tình huống khi mà các em tham gia bơi lội. Trên thực tế thì đã ghi nhận những cái trường hợp mà trẻ em đã biết bơi nhưng khi gặp tai nạn thì vẫn không thể tự cứu mình. Để khắc phục cái tình trạng đuối nước diễn ra giống như hiện nay thì cần có những cái biện pháp. Thứ nhất là các bậc phụ huynh nên cho các trẻ em nên đi học bơi để trang bị những kiến thức về phòng chống đuối nước và các kỹ năng xử lý tình huống khi mà các bé rơi xuống những cái khu vực liên quan đến môi trường nước. Hồ bơi Bảo Ngọc cũng có hỗ trợ cho các cháu là khó khăn hay là được khoảng độ 5 đến 60 cháu đến bơi, tức là hồ bơi Bảo Ngọc đã hỗ trợ, tức là cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được bơi, biết bơi và chống đuối nước, thì phối hợp với các nhà trường với lại các thầy đến đây dạy bơi cho các cháu. Hiện nay, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, tình hình đuối nước trẻ em nước ta đã giảm trong những năm vừa qua. Mỗi năm giảm từ 3% đến 5%, tương đương giảm khoảng 100 trường hợp. Tuy vậy, mỗi năm cả nước vẫn còn 2.000 trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Tại Bình Dương, thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác phòng chống tai nạn thương tích trên trẻ em đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, đặc biệt là tử vong do đuối nước, vẫn còn diễn ra. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, ngành y tế tỉnh có nhiều công văn thực hiện công tác phòng chống đuối nước, xây dựng mô hình xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Bên cạnh đó, công tác phòng chống đuối nước vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Đặc biệt, việc tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tại các địa phương còn hình thức, chưa hiệu quả. Một số gia đình còn buông lỏng, không quản lý, giám sát chặt chẽ con em mình. Trẻ thiếu kỹ năng phòng chống đuối nước, an toàn trong môi trường nước và tự cứu đuối nước. Để phòng chống đuối nước thì con đi học bơi hàng tuần để có thêm kỹ năng phòng chống đuối nước. Ngoài ra là con không có tắm những cái nơi mà ao hồ, sông suối, nước sâu rồi. Con đến đây học bơi để nâng cao sức khỏe và phòng chống đuối nước ạ. Con sẽ không đến gần những sông hồ hoặc là ao nước sâu. Đuối nước là một dạng của ngạt, do nước bị hít vào phổi hoặc tắc đường thở do co thắt thanh quản khi nạn nhân ở trong nước. Tình trạng đuối nước ở trẻ em được ghi nhận nhiều vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, mùa mưa lũ. Nguyên nhân là do cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ còn chủ quan, chưa biết nguyên tắc an toàn với môi trường nước, chưa biết bơi, chưa có kinh nghiệm cứu đuối nước và sơ cấp cứu. Địa điểm xảy ra đuối nước thường ngay trong nhà hoặc gần nhà, trên đường trẻ đi học, gần nơi vui chơi của trẻ, các khu vực giếng nước, ao hồ, biển, sông ngòi, hố nước của các công trình, hố trồng cao su hoặc dụng cụ chứa nước như thùng, lu, chậu, bồn tắm. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em thì các ban ngành đoàn thể, các địa phương cần tăng cường cái công tác truyền thông trực tiếp, triển khai có hiệu quả các cái mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn.
tích cực mở các cái lớp dạy bơi cho trẻ em tại địa phương và vận động gia đình, cha mẹ cho con tham gia các cái lớp kỹ năng để có cái biện pháp phòng chống đuối nước an toàn. Đặc biệt là tại các cái địa phương thì các ban ngành đoàn thể cần phải thường xuyên rà soát, kiểm tra các cái khu vực mà có cái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, trong đó có cái tai nạn đuối nước, như là tại các cái công trình mà có cái dụng cụ chứa nước, cống thoát nước, và vận động các cái gia đình làm các cái rào chắn đối với khu vực nhà ở mà gần kênh mương. Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, ngành y tế Bình Dương khuyến cáo phụ huynh, người chăm sóc trẻ tại gia đình và cơ sở nuôi dưỡng trẻ cần thực hiện tốt 9 biện pháp sau. 1. Làm cửa chắn và rào chắn quanh nhà nếu nhà ở gần vùng sông nước, ao hồ. 2. Làm rào chắn quanh ao, hồ nước, rãnh nước gần nhà, nơi trẻ dễ tiếp cận và có nguy cơ bị đuối nước. 3. Đặt biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ gây đuối nước, hồ, ao, mương, máng, sông ngòi, vùng nước xoáy. 4. Sử dụng nắp đậy bằng vật liệu cứng, an toàn cho bể nước, giếng khơi, dụng cụ chứa nước, lu nước, thùng nước, chậu nước, bồn tắm. 5. Giám sát kỹ trẻ khi đến khu vực có nước và không để trẻ dưới 6 tuổi ở một mình trong bồn tắm. 6. Đưa trẻ đi học trong mùa mưa lũ, đặc biệt khi phải qua suối, sông. 7. Cho trẻ tham dự các lớp học kiến thức an toàn dưới nước, lớp học bơi và kỹ năng sống sót, lớp sinh hoạt hè do địa phương tổ chức. 8. Mặc áo phao cho trẻ khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy, tàu, xuồng, thuyền, đò. 9. Khi gặp trẻ đuối nước, cần gọi người hỗ trợ, chỉ cứu trẻ bị đuối nước nếu biết bơi và biết cách cứu đuối.